kính thưa tất cả quý khán thính giả góc nhìn hoàng duy hùng sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2023 từ thành phố phú quốc đảo phú quốc tỉnh kiên giang nước việt nam thưa quý khán thính giả theo đài tiếng nói việt nam vov thì thủ tướng phạm minh chính đã đến bắc kinh đài tiếng nói việt nam cho biết như sau sau hơn 3 giờ bay vào lúc 16 giờ 25 phút tức là 4 giờ 25 chiều ngày 25 tháng 6 giờ địa phương tức là giờ hôm qua đó chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam đã tới thủ đô bắc kinh bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới. Trong nắng chiều và cờ hoa rực rỡ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Bắc Kinh có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, vụ trưởng vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Theo đài tiếng nói Việt Nam như sau: Dự kiến trong chương trình công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến ủy viên trưởng nhân dân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các phiên họp quan trọng của hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới đó. Có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab cũng như lãnh đạo nhiều nước, nhiều tổ chức trên thế giới. Thưa quý khán giả, đó là thông tin từ bên phía Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đáp tới phi trường ở Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 25 chiều Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023. Quý khán giả cũng biết chính Thủ tướng Lý Cường của Trung Quốc cùng với ông Klaus Schwab là chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, người sáng lập diễn đàn này và là người đầu tư nhiều công trình trên thế giới, nhất là mở về công ty chứng khoán Schwab ở nước Mỹ ai cũng biết hết. Đích thân mời Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đích thân mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn kinh tế thế giới là bề mặt nhưng bề sâu ở đằng trong là quan trọng lắm vậy thì ở đằng sau là như thế nào Thứ nhất, năm nay Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm ký đối tác chiến lược toàn diện. Mà đã là đối tác chiến lược toàn diện thì phải thường xuyên gặp gỡ nhau, bàn luận những vấn đề mà có thể bế tắc nhất là sau đại dịch Covid-19. Chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022 đến Bắc Kinh là một chuyến đi rất quan trọng của một tổng bí thư. Nhưng trên vấn đề điều hành thì cần có một người là thủ tướng để tiếp xúc, tiếp cận và tiếp tục những gì mà tổng bí thư đã gặp gỡ chủ tịch Tập Cận Bình vào năm ngoái. Năm ngoái khi ấy còn là đại dịch Covid-19, năm nay thì đã hết rồi. Vấn đề giữa hai nước cần phải bàn thảo sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt còn tồn động, nhất là hàng hóa tồn động ở biên giới, nay đã được giải tỏa thì sẽ phải tiếp tục như thế nào? điểm thứ hai thưa quý khán giả chuyến đi này cũng thể hiện tinh thần của người việt nam đó là vừa tương tác vừa đấu tranh với một nước lớn một nước láng giềng như trung quốc quý khán giả cũng biết trong những năm qua nước mỹ tây phương và bộ tứ lúc nào cũng tìm cách kéo việt nam ngã về phía họ điều này làm cho trung quốc lúc nào cũng chú ý đến việt nam xem các động thái của Việt Nam có thực sự là theo chính sách 30 cộng của Việt Nam hay không, hay là nghiêng ngã như thế nào. Chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính là tiếp nối chuyến đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ngoại giao cây tre. Thì phải như thế nào để cho Trung Quốc hiểu rằng Việt Nam không có đứng về phía của Tây Phương, của Mỹ hay là của bộ tứ để chống đối lại Trung Quốc. Đây là điểm thứ hai rất quan trọng. Những gặp gỡ đằng sau như thế này tạo cho Trung Quốc, nhất là Thủ tướng Lý Cường, hiểu được vai trò của Việt Nam chứ không phải là nói suông chỉ thích kích động chống phá mà không biết hợp tác. Vừa tương tác vừa đấu tranh, có những điều mà thủ tướng phạm minh chính thay mặt cho việt nam đề nghị với thủ tướng lý cường đó là các vấn đề nguyên tắc ứng xử ở biển đông như thế nào trung quốc giàu là một cường quốc nhưng phải biết tôn trọng các nguyên tắc ứng xử mà chính trung quốc đã đề ra cùng với việt nam và về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã bị tòa án hòa giải của quốc tế tại La Hay bác chủ quyền chính điểm đỏ, tức là chủ quyền Biển Đông của họ mà họ đưa ra, nói rằng Trung Quốc không có dữ kiện, không có bằng chứng để chứng minh chuyện đó. Việc làm này thì Việt Nam đối với Trung Quốc là một nước lớn, cần có sự tương tác đằng sau hơn là ra mặt công khai vã mặt nhau. Quý khán giả biết, khi một nước lớn hoặc là một người lớn tuổi đó, giàu họ có làm gì sai đi nữa đó, mà mình đó có đúng đi nữa đó, mà ra ngoài mà cương cổ mà cãi rồi nói với người ta điều này điều nọ, người ta tự ái. Chuyến đi này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến đi của sự đối thoại ở đằng trong đúng theo tinh thần của nguyên tắc ứng xử DOC năm 2001 về vấn đề Biển Đông. Đó là về vấn đề ngoại giao và quân sự. Còn về vấn đề kinh tế thì chúng ta biết như tôi nói hồi nãy, dịch Covid-19 coi như tạm chấm dứt không phải là một mối quan tâm hàng đầu như những năm trước dẫu vậy vẫn còn có những sự tồn động về kinh tế cần phải giải quyết những mặt hàng mà nước mỹ và tây phương ra lệnh trừng phạt nếu mua từ bên phía tân cương thì sẽ bị trừng phạt như là các mặt hàng may mặc vải sợi là những mặt hàng nguyên liệu cho vấn đề quần áo giày dép mà việt nam là một trong những quốc gia đứng hàng đầu về vấn đề chế biến rồi sản xuất cho thế giới bây giờ đó ngoại trưởng của mỹ ông anthony blinken đã qua bên trung quốc rồi và những vấn đề như thế thì bên trung quốc đã nêu lên với ngoại trưởng anthony blinken thủ tướng phạm minh chính việt nam đến bắc kinh gặp gỡ thủ tướng lý cường là cũng để bàn những vấn đề mà đã từng giải quyết giữa Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam sẽ tham gia như thế nào. Đây là điều rất quan trọng, ngoài việc giao dịch về các mặt hàng về may mặt, tơ lụa vân vân, còn những vấn đề kinh tế khác thì cũng phải bàn thảo rốt ráo để giải quyết mà thôi. Đó là ba điểm rất quan trọng đối với Trung Quốc Điểm thứ tư liên quan đến cộng đồng người Việt nơi đó thì đây cũng là lúc mà Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt ở tại Trung Quốc để mà động viên những người Việt sinh sống ở bên Trung Quốc tạo sự gắn bó giữa trong và ngoài nước là một theo đúng tinh thần nghị quyết 36 chỉ thị 45. Thưa quý khán giả, đó là ý nghĩa chuyến đi của thủ tướng phạm minh chính trong những ngày qua ở hải ngoại có những người tung những tin vịt rất là kinh khủng như những bài nói chuyện của ông nguyễn xuân nam chủ nhiệm báo kali today nói chuyện với ông đỗ thông minh ở tokyo tung tin nói rằng thủ tướng phạm minh chính sẽ cùng chung số phận với chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chúng ta cũng biết có những tên bẩn bựa cũng tung những tin như thế này những tên bẩn bựa nói rằng đã từng được nhà nước việt nam tài trợ cho mấy chục lần về việt nam tìm hiểu và vì tên bẩn bựa là người tôn trọng sự thật nên nói cho quý khán thính giả biết thì hắn lại tung tin việc là thủ tướng phạm minh chính sẽ cùng chung số phận với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước đây. Chuyến đi này của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một hình thức gián tiếp chứng minh cho những người chống cộng cực đoan, những tên bẩn bựa biết rằng những điều họ suy nghĩ là sai, những gì đó họ nói đều là những tin vịt, không ai tin tưởng vào những suy luận đó của họ đâu. Đừng có mà suy luận viễn vong. Đương nhiên, thể chế nào cũng có những điều mà trục trặc cần phải điều chỉnh và khi đã điều chỉnh xong rồi thì không hề có những chuyện như họ nghĩ. Vì ở trong Việt Nam thể chế đơn đảng nhưng dân chủ tập trung. Các vấn đề đó được đảng trong hội nghị giữa nhiệm kỳ đã giải quyết bỏ phiếu tín nhiệm hay không tín nhiệm rồi. Đâu ra đó rồi, đừng có mà suy luận viễn vong như thế thưa quý khán giả như vậy là thủ tướng phạm minh chính đã chính thức đến bắc kinh như đài tiếng nói việt nam đã đưa tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào về vấn đề đằng sau ba điều đối với chính phủ ở bắc kinh một điều đối với cộng đồng ở tại trung quốc và một ý nghĩa khác đối với cộng đồng ở hải ngoại chuyên tung tin Việt như thế nào. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.